bạn đến với buổi sáng. Vậy bên này, bây giờ chúng ta đang chuẩn bị chèo sắp cuối tuần tại bãi biển Quy Nhơn. Đang mở sắp ra đã, đây chiếc sắp của chúng tôi. Và đây là không khí buổi sáng ở biển. Sáng nay mặt trời lên muộn, bây giờ đã là 7 giờ kém 15 nhưng mà mặt trời bị mây che rồi. Chúng ta muốn nhớ lại á. Bạn Mẫn đã đến rồi. Bên kia là tượng đài Bác Hồ và Bác Sắt. Quy Nhơn buổi sáng là các cô tắm biển rất là vui. Các bạn có thể thấy biển sáng nay rất là êm ả. Nhiệt độ hiện tại khoảng 25 độ C. Và mặt trời đã bị mây che khuất. Các bạn thân mến, đây là những chiếc sắp của Sinh chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Hiện tại chúng tôi phải nhờ cái hệ thống bơm hơi bằng điện để cho khởi động nhanh chóng. Hôm nay có khoảng 6 chiếc sắp sẽ lên đường đưa chúng ta ra nghĩa địa tàu đắm. Với những chiếc sắp khổ như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng ngồi uống trà, cà phê trên biển. Thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Mọi người đang bơm hơi thêm vô những chiếc sắp. 6 chiếc sắp ngày hôm nay sẽ thực hiện chuyến du hí ra nghĩa địa tàu đắm. Xin đang kiểm tra lại công tác chuẩn bị những mái chèo. Đồ chơi của Sinh toàn là đồ carbon thôi các bạn ạ. Bây giờ mọi người đang bắt đầu hạ thủy thuyền. Mọi người đang kiểm tra lại công tác chuẩn bị trước khi lên thuyền. Trời hôm nay có vẻ là mây sẽ che nắng đi các bạn ạ. Trên bờ thì Sinh và mọi người đang hạ thủy các bạn ạ. Hiện nay tôi đang ở trên mặt biển rồi, lên đây rất là sướng. Và các bạn có thể thấy thuyền của tôi thì chở một ít vật dụng của cá nhân thôi, một số đồ của anh em như là nước, mì gói, nồi son và trà. Kia là chiếc súp đầu tiên của nhóm hai chị nữ, nhóm chị Hạnh. Và mấy anh em trên bờ sao cũng chưa xuống nước nữa. Trên bờ 500 anh em đã bắt đầu xuống nước. Một hành trình 6 chiếc súp cho ngày chủ nhật hôm nay. Nhìn về hướng này thì chúng ta có thể thấy văn phòng của bạn Tòa làm việc hàng ngày. Và đây là còn đây là nơi vui chơi cuối tuần. Một bãi biển rộng lớn mênh mông. Mời các bạn đến với Quy Nhơn chúng tôi. Các bạn có thể thấy những con sóng uốn lượn. Và chúng tôi đang bập bềnh trên sóng. Hôm nay trời rất là mát mẻ, rất là lý thú cho một buổi chèo súp đi biển. Nắng nhạt nhạt. Dạ đúng rồi chị, mình chèo qua bên phía đó. Dạ vâng ạ. Các anh em phía sau cũng gần tới rồi các bạn ạ. Các anh em đang tiến quân từ phía sau. Ra đến đây thì chúng ta có thể thấy những con sóng bắt đầu lớn dần. Biển hôm nay ít gió nên cũng rất là thoải mái để mà chèo thôi các bạn. Kia là em Nguyên, súper trẻ. Nguyên chèo rất là khỏe, các bạn có thể thấy. Bây giờ mọi người đã liên thuyền lại với nhau để ngồi đây. Và chúng tôi đang chờ đợi hai đồng đội phía sau lưng. Hello chị có thể giới thiệu về mình? Chị tên Hạnh, chơi súp được cũng được khá lâu rồi. Khá lâu và được mấy lần chèo chị? Cũng là 3 lần rồi. 3 lần. Chị tiếp theo? Chị chèo cũng được 4 lần rồi. Chị tên Hương, chị người Hương. Quy Nhơn, biển Quy Nhơn rất là đẹp nha mọi người. Tiếp tục tới em trai Nguyên. Em tên Nguyên, em chèo được hơn tuần. Hơn tuần, ok. Rồi anh trai ở phía trên.
Dạ em thích Hậu. Một chiếc sắp lăn tới. Lăn đầu tiên. Lăn đầu tiên Hậu đi chèo. Welcome, welcome. Bạn bự bự bên kia. Bạn là em á. Ông xinh á. Em là bự á. À mình hả? À mình đó. Thôi chắc quá quen với các bạn. Cái bộ đứng lên rồi dẫn bộ lên trước. Mình là xinh. Bây giờ được mấy lần rồi. Chủ tịch của câu lạc bộ Sắp Quy Nhơn. Rồi anh trai bên cạnh. Giới thiệu về mình đi anh. Cho anh lấy thân bài. Quảng cáo luôn câu lạc bộ. Nói đi anh, tiếp tục đi anh. Một anh Nguyên đang tới. Quyền. Anh Quyền. Đang là huấn luyện viên câu lạc bộ võ thuật. Quyền. Anh Quyền, huấn luyện viên câu lạc bộ võ thuật. Anh tiếp theo tên gì? Hả? Anh Thịnh. Thịnh đến từ đâu? Đến từ Sài Gòn. Anh Thịnh đang làm việc ở Quy Nhơn hay sao? Làm việc ở Quy Nhơn. Rồi, chào mừng anh Thịnh đến với Sắp Quy Nhơn. Và chúng ta 6 chuyến thuyền sẽ thẳng tiến ra ngoài kia. Dạ, ông chân đạo. Rồi, mời các anh em xuất phát. Đây này chị, đó. Rồi, mời các anh em xuất phát. Rồi, chèo đều đi, lấy bên kia ra mình ánh sáng một chút nha. Hôm nay mọi người mới bắt đầu làm quen với Sup nên là chúng tôi sẽ chèo nhẹ nhàng. Ngay cả tôi cũng chưa bao giờ chèo xe như thế này các bạn ạ. Rồi hai anh em nhìn đây, anh chụp cho tấm hình. 2 3 2 3. Ok, rất đẹp. Bạn thân mến, hiện nay trời sắp làm mưa, có những hạt mưa li ti trên mặt biển. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại thành phố Quy Nhơn phía sau lưng. Các chị đang tập yoga kìa. Rất tuyệt các bạn ạ. Một ngày thời tiết rất là thuận lợi cho việc đi chèo Sup. Bởi trời nắng nhàn nhạt, có thể mưa tí tí, nhưng mà không gian này sẽ rất là dễ chịu cho chúng ta khi mà không bị quá nóng bức hoặc là cháy nắng. Vấn đề của chúng tôi đang lo là chơi Sup mà lo bị đen da. Chúng tôi đang bơi ra được một nửa quãng đường rồi các bạn ạ. Chủ tịch Sinh đang yêu cầu anh em dừng lại ăn sáng các bạn ạ. Và chúng tôi đang ngồi giữa biển chuẩn bị chương trình bán hàng. Hôm nay thì mình có bán mì gói này, trà cà phê, bạn nào muốn uống gì? Bánh mì, bún bánh hỏi. Bánh mì, bún bánh hỏi. Đầy đủ các đồ ăn sáng, có nhiều sự lựa chọn. Bánh mì các bạn ơi, bánh mì Hai Lan. Nhưng mà cũng có thể gọi là bánh mì Hà Lan. Và Ngạn đang chèo Sup ở bên kia đại dương. Anh quen đây anh. Mời anh em ăn bánh mì. Ăn đi. Ăn sáng rồi. Ăn sáng rồi à? Thôi ăn sáng rồi thì lấy câu rồ quay phim anh em ăn chứ. Anh ơi. Đáng. Đấy, tiên hai con hai nàng tiên xa kia. Đấy, vâng. Ăn sáng thôi các bạn ạ. Ăn sáng xong rồi chúng ta sẽ giữ rác lại nha. Mang rác về tới nhà nha. Chèo Sup có ý thức. Đấy. Đúng rồi, như lộn rồi. Quyền ơi, cảm giác của em ăn bánh mì trên biển như thế nào? Dở lắm. Dở quá. Đây, bánh mì các bạn ạ, rất là ngon. Bánh nhạc chưa? Các bạn thân mến, thì bây giờ đến chương trình bán cà phê trên biển. Đưa mời. À, cứng quá. Đây là chai cà phê pha sẵn này. Có thêm wasabi nữa này. Em muốn
cà phê trà. Ừ. Việc. Cà phê trước đi ha, uống trà sau ha. Thấy giờ núp khổ lắm mày. Để khách mở hàng đầu tiên. Mời mọi người cùng uống cà phê và ngắm biển Quy Nhơn. Trong kia là thành phố sâu lưng mang mộng ước gì. Còn đây là cà phê, uống trà và nằm nghỉ ngơi trên biển buổi sáng. Bên kia có một chiếc thuyền đánh cá đang đến gần. Không sao các bạn ạ, coi thử các cá gì không. Một cảm giác chèo sắp rất là thư thả, các bạn có thể thấy ạ. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Sóng rất êm, rất lý tưởng. Quy Nhơn một điểm đến chơi sắp mới ở Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đang gần đến cái cột phao rồi các bạn ạ. Cột phao ở phía bên kia. Mọi người đang chiều ngang qua. Mọi người đang tiến về chân tượng vị tướng Trần Hưng Đạo. Rồi xong rồi. Tiếp tục chèo đi nào. Còn một đoạn ngắn nữa thôi. Chúng tôi gần đến cột phao các bạn ạ. Đến đây là một trạm đầu tiên đi trước khi đến với nghĩa địa tàu đắm. Các bạn thân mến, chúng tôi đang đến gần đến điểm tàu đắm rồi. Phía kia các bạn có thể nhìn thấy chiếc tàu đắm ở đó. Chúng ta gần đến với nghĩa địa tàu đắm. Và nhóm phía sau đang còn rất xa vì bị trôi ra hướng biển. Nếu mà chúng ta không chèo nữa thì nó sẽ bị trôi ra ngoài kia. Chào mừng các bạn đang đến với nghĩa địa tàu đắm ở biển Quy Nhơn. Và đây là xác một con tàu chở hàng đã đắm chìm ở đây rất là lâu rồi các bạn ạ. Anh em chúng tôi thì nhóm đầu tiên đã đặt chân lên đến bãi rạn. Và nhóm tiếp theo thì vẫn đang chèo ngoài kia. Ba chiếc sắp đầu tiên đã đặt chân lên bãi rạn. Và tiếp theo là những chiếc xúc tiếp theo. Kia là Thịnh. Phía ngoài kia là nghĩa địa tàu đắm. Chèo vô. Em đến bây giờ em có cảm xúc như thế nào? Rồi bay xuống cho em gãy mấy chèo. Đứng xuống. Rồi. Đinh thuyền lên. Bây giờ Thịnh đang có cảm xúc như thế nào em? Được bé mấy lần thấy cảm giác như thế nào? Thêm nhiều kinh nghiệm. Thêm nhiều kinh nghiệm à? Đó là những bài học đầu tiên cơ bản của chơi sắp đấy. Kia các chị ngồi kia con đang chèo và xin đang hộ tống hai chị. Các bạn có thể quan sát đạo bánh ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình tham quan nghĩa địa tàu lắm. Đây là cái sợi dây xích mà đã xích chiếc tàu ngoài kia. Và nó đã đắm chắc có lẽ là rất lâu rồi. Cái sợi dây xích này các bạn có thể thấy rất là to, bằng cổ tay của mình, gần bằng cổ tay của mình. Và rất là dài, xích sắt. Đó, chiếc tàu đắm ngoài kia các bạn ạ. Đó là một chiếc tàu hàng. Ngoài kia thì có hai anh đang câu cá ở đó. Từ đây thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn về phía Quy Nhơn. Với phía bên kia là Gành Ráng. Đội sắp đang ở ngoài kia. Mọi người đang chèo vào. Còn một đoạn đường ngắn nữa thôi các bạn ạ. Và ngoài kia là bến neo tàu. Những chiếc tàu hàng lớn để vào cảng Quy Nhơn bốc hoặc là dỡ hàng hóa. Đây là Sinh. Sinh đang những đoạn nước rút cuối cùng của 3 km ngày hôm nay. Và anh ấy có thể thành công hay không? Cập bến bằng cách hạ thủy. Tuyệt vời. Anh em đang cập bến. Và đây là đội thuyền của chị Hạnh và chị Hương. Hai chị gần đến đích rồi các bạn ạ. Ok, quá đẹp. Đến đây thì nó tự động lướt vô luôn hai chị ạ. Nhảy xuống. Cắm tàu. Gãy chân vịt.
Rinh lên, rinh lên. Rồi, tất cả 6 chiến thuyền đã cập bến an toàn. Chiếc xích này còn rất là chắc chắn các bạn ạ. Câu lạc bộ sáng tác ảnh các bạn ạ. Wow. Rồi. Các bạn thân mến, đây là nhóm tự kỷ. Khi mà 500 anh em ở thành phố không biết gì chơi thì qua đây bày ra trò chụp ảnh quảng cáo thương hiệu cuối đầu năm. Và mà chúng ta đang đến với sản phẩm Hurricane Driver Tết. Con này lặp lên đẹp nè. Đây là Pepsi Tết, Tiger Tết và TH Just Waiter Tết. Đấy, anh em đang sáng tác ảnh. Wow, câu lạc bộ sáng tác ảnh sắp Quy Nhơn. Chào mừng các bạn đến với sắp Quy Nhơn. Và chúng tôi đang có mặt trên bãi rạng. Mọi người đang trong chuyến đi chèo sấp ngày Chủ nhật hàng tuần. Anh em đang selfie tự sướng trên bãi biển Bạch. Mình đang flycam. Và bên kia là tàu tắm. Em Nguyên đang lên sấp. Mấy chiều đâu? Hai chúng ta sẽ không gặp nhau. Sẽ trong con lá mà em Nguyên đang chèo ra ngồi kia. Wow, quá tuyệt Nguyên ơi. Nó rút kinh nghiệm rồi sao? Kêu anh quay hai đứa này.
đang tập luyện chèo sắp. Và đây là những hình ảnh quay từ flycam. Các bạn có thể thấy khung cảnh của Quy Nhơn từ góc nhìn này rất đẹp không ạ? Các người anh em của chúng tôi đang chèo sắp ngoài kia các bạn ạ. Các bạn có thể thấy chúng tôi đang làm công tác chuẩn bị cho ăn trưa. Rất là nhiều món, đồ đạc rất là đầy đủ các bạn ạ. Sắp tới là Quy Nhơn có tour, mở thêm tour du lịch sắp. 500 anh em đang ngồi chờ đợi ăn trưa. Đó, đây là thùng bia này, đây là thùng chứa đồ ăn này, có bánh hỏi đó. Đó, bánh hỏi ra xin. Có những gì em phải mang ra chứ cho mọi người biết chứ, mang ra đây bà đây. Bánh hỏi nữa. Đồ đạc rất là đầy đủ các bạn ạ. 500 anh em đang chuẩn bị ăn trưa các bạn ạ. Dùng súp để làm thuyền. Dùng súp để làm bàn. Bữa trưa đạm bạc trên bờ biển các bạn. Các bạn đưa vô, bia đâu. Coca Coca. 1, 2, 3, vô. Đây là bún này, bún ăn xì dầu, chả nem, và cả bánh tráng nữa các bạn ạ. Bánh tráng mắm nữa. Bánh hỏi hết rồi. Bún thì ăn với rau này, rau nhà trồng luôn. Sau khi ăn uống thì 500 anh em đang chuẩn bị di chuyển. Và bây giờ là 11:10. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị chèo súp về các bạn ạ. Bây giờ là 11:30 trưa và hai chiếc súp đang nằm bên này. Mình phải dọn đồ và mang sạch rác của mình ngày hôm nay đi về. Chào mừng các bạn đang đến với nghĩa địa tàu đắm. Đây là một tàu hàng Nhân. Các tập đội đang chèo ra. Mình đang neo chiếc súp lại ở đây. Không biết nó có bị dập lên cái thành thuyền này nó làm khủng thuyền hay không. Và kia là cái mũi tàu. Cái này hướng về biển Quy Nhơn và ở đây là các anh đang câu cá rất là nhiều. Này đã đắm ở đây rất là lâu. Rồi, trên đường đi về. Hôm nay sóng trong trên quá, hai chị không có ngồi trên ghế được. Trước là phần mũi tàu đã bị hỏng. Nằm trơ sương tuế nguyệt. Các bạn thân mến, trên đường đi về thì các bạn đang biết tôi đang ghé ở đâu không ạ? Tôi vẫn lên đến trên biển, nhưng mà là trên một cái cột phao. Đây là phao số 6, đi vào bắt phao số 5. Đây là phao số 5, đi vào cảng Quy Nhơn các bạn. Và trong kia chúng ta có thể nhìn thấy đường vào cảng Quy Nhơn. Kia là cảng Quy Nhơn, cầu cảng. Xin cũng đang tiến vào cột mốc, cột phao số 5. Vòng ngắm nhìn thành phố Quy Nhơn. Đây, rất đẹp đây các bạn. Thành phố nhìn từ biển. Những tòa nhà cao tầng ngày càng mọc lên nhiều hơn Quy Nhơn.